Thưa quý vị, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhiều dự án giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót, dẫn đến những sai phạm, gây ra tình trạng các dự án treo, lãng phí nguồn lực đất đai, gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, để thực sự phát triển đúng như kỳ vọng, củng cố lại niềm tin của nhân dân, thành phố cần có những cơ chế, giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là khu đất dự án Đà Nẵng Center của công ty cổ phần địa ốc Vũ Châu Long, được chấp thuận đầu tư từ năm 2008 tại số 8 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, với diện tích hơn 7,8 ha. Cách đó chỉ 100 m là dự án Viễn Đông Meridian của công ty cổ phần địa ốc Viễn Đông Việt Nam tại số 84 Hùng Vương, quận Hải Châu, có diện tích hơn 11 ha. Cả hai dự án đều có giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2008, nhưng sau hàng chục năm đều là những bãi đất hoang giữa trung tâm thành phố, gây bức xúc trong dư luận thời gian dài. Chúng tôi thấy vô cùng thất vọng, phải làm thế nào khắc phục được những tình trạng này. Những nơi mà chúng ta thu hồi được thì khẩn trương thu hồi, những nơi mà chúng ta làm được thì khẩn trương triển khai mà làm những điều kiện có thể để người ta dân thấy rằng trước mắt chúng ta không còn những cảnh hoang tàn, những công trình dự án mà để lại như ngày nay nữa. Hiện thành phố vẫn còn một số dự án khu đất đã hết thời gian gia hạn 24 tháng, nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng. Đây là vấn đề nóng của thành phố và luôn được cử tri, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đặt ra tại các kỳ họp. Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đối với những dự án mà cố tình không thực hiện đưa đất vào sử dụng, mà để hệ lụy cho thành phố phải chịu và nhân dân phải chịu, đó ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về tôi vẫn chia sẻ đồng chí là về những cái trường hợp mà chúng ta không đủ điều kiện để mà gia hạn đấy, bởi vì cái thủ tục pháp lý trước đó chúng ta nó đúng, nhưng mà tôi cũng mong rằng đồng chí là nên rà soát lại thật kỹ vấn đề này, khách quan và chính đáng nhưng mà phù hợp quy định pháp luật nữa, chứ không khéo là chúng ta không gia hạn là chúng ta sẽ có những hệ lụy về sau này. Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, hiện thành phố vẫn còn một số dự án còn tồn tại vướng mắc, cần có những điều khoản hoặc hướng dẫn xử lý giải quyết kịp thời. Hiện nay theo quy định luật đầu tư thì những trường hợp theo quy định mới được cấp chủ trương đầu tư, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mới phải thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Đối với các nhà đầu tư trong nước mà các trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì sẽ thực hiện dự án, mà nếu như có nhu cầu mới đăng ký giấy cấp xin cái giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, còn nếu không thì không bắt buộc. Thì như vậy thì đối với những trường hợp mà chúng ta không có lập cái chủ giấy đăng ký giấy chứng nhận đầu tư thì cái việc kiểm soát tiến độ cũng là sẽ rất là khó khăn, cho nên là cái này thì đề nghị các đồng chí có cái nghiên cứu thêm để kiểm soát tiến độ đối với những dự án trong trước đây. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định để xử lý các chế tài về thu hồi dự án chậm tiến độ là không đơn giản. Hiện vẫn còn nhiều vướng mắc giữa luật đất đai và luật đầu tư cần nghiên cứu sửa đổi. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là để làm hài hòa hóa với cái quy định của luật đầu tư, nhất là liên quan đến cái chỗ mà gọi là điều chỉnh dự án đầu tư ấy. Và trong này thì các anh chị đọc luật hiện hành hoặc áp dụng cho các anh chị để ý là sẽ có một cái trường hợp đấy là chậm là tính so với thời điểm ghi trong dự án đầu tư. Thì rõ ràng là trong cái tình huống này là nó có một cái thời điểm tính, nên là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thời điểm mà bên chỗ ngành đầu tư họ đưa ra cái gọi là dự án đầu tư, họ đưa ra cái tiến độ. Thì chúng tôi đi thanh tra kiểm tra thì có rất nhiều tình huống là cũng không thể bắt bí cho doanh nghiệp được, vì doanh nghiệp là họ cứ trước khi chậm là họ đi điều chỉnh dự án bên đầu tư, thế là chúng tôi lại phải căn cứ vào cái thời gian đấy. Thì đấy là một cái điểm mà trong thời gian tới là giữa ngành đầu tư và ngành tài nguyên môi trường phải ngồi với nhau để hạn chế cái việc là điều chỉnh để chúng ta có thể kiểm soát được cái này. Cái cách hành xử giữa nhà nước với người sử dụng đất. Lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc đất đai, tổng rà soát và xây dựng phần mềm chuyên quản lý đất công chặt chẽ, kiên quyết thu hồi các dự án cố tình chây ì là những giải pháp mà thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện nhằm giải quyết triệt để tình trạng dự án treo, chậm triển khai, tạo tiền đề cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.